Theo đó, MSI đã công bố hơn 10 sản ph�m mới thuộc dòng RTX 40 Series. Ngoài dòng gaming còn có laptop dành cho nhóm doanh nhân và văn phòng, nổi bật bởi sự mỏng nhẹ, hiệu năng cao và đạt chuẩn RTX Studio. Được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series và vi xử lý tối ưu Intel Core HX Series thế hệ 13, giá sản phẩm RTX 40 Series cho phép nhà thiết kế 3D có thể truy cập NVIDIA Omniverse, một nền tảng mới được hỗ trợ bởi RTX và AI để chỉnh sửa các tác phẩm nhanh chóng và dễ dàng. Trong đó, 8 máy tính xách tay trong số các dòng sản phẩm của MSI đã đạt chứng nhận NVIDIA RTX Studio. Bên cạnh dòng máy Creator Z Studio và Creator Pro Z Studio, còn cả dòng laptop Steel 17, 16, 14 Studio và Prestige 16 Studio. Các dòng máy này sẽ hỗ trợ cho người dùng trong lĩnh vực sáng tạo, kiến trúc, kỹ thuật, AI, kết xuất 3D hoạt hình. Chúng tôi sẽ không tập trung vào một dòng sản phẩm nhất định và sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng, cho dù trong phân khúc chơi game, công sở hay sáng tạo nội dung. Đó cũng chính là lý do mà tại sao chúng tôi giới thiệu rất nhiều sản phẩm khác nhau trong năm nay để người dùng có thể chọn được chiếc laptop phù hợp nhất với mình. Bạn có thể dễ dàng mua các sản phẩm của MSI bao gồm cả các sản phẩm vừa ra mắt trực tiếp tại các đại lý và cửa hàng được ủy quyền của chúng tôi trên toàn quốc hoặc trên các nền tảng trực tuyến. Với tất cả những điểm mạnh được tích hợp trên một chiếc máy và đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, MSI đã đặt một giới hạn mới cho ngành công nghiệp máy tính.